mềm dẻo, chín đều, thơm ngon, chất lượng được đảm bảo đồng đều với số lượng lớn, lại còn nấu hấp được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm tủ nấu cơm công nghiệp có mức chi phí vừa phải mà vẫn đảm bảo hiệu quả cho cơ sở chế biến của mình thì đừng bỏ qua video này nhé. Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì hãy cùng với Hương khám phá về chiếc tủ nấu cơm 24 khay dùng ga Việt Nam Inox 201 của Nissan nhé. Nấu cơm nhưng thiết bị có thể nấu hấp đa năng, giò chả, gà vịt, hải sản, rau củ, bánh bao với các mức năng suất khác nhau. Chỉ sau khoảng từ 45 tới 60 phút là tủ đã nấu xong một mẻ cơm khoảng 576 suất ăn. Vô cùng nhanh chóng phải không nào? Và sở hữu một mức năng suất lớn như vậy thì tủ cực kỳ được ưa chuộng trong các quán ăn, nhà hàng có quy mô lớn, cần phải sản xuất một số lượng suất ăn lớn. Và nếu như các bạn sử dụng tủ để nấu cơm làm rượu thì chúng ta có thể nấu tối đa lên tới 5kg gạo mỗi khay. Còn để đảm bảo cho chất lượng cơm đồng đều thơm ngon cho các suất ăn công nghiệp thì Hương khuyên các bạn nên nấu tối đa 3,5kg gạo mỗi khay. Vừa nấu vừa hấp được nên tủ có hai loại khay là khay phẳng và khay lỗ. Khoảng cách giữa các rãnh đỡ khay là 8cm, phù hợp với nhiều loại nguyên liệu và đảm bảo hơi nhiệt lan tỏa đều trong tủ, nhờ vậy mà thành phẩm chín thơm ngon. Để chất lượng cơm đạt chuẩn thì hệ thống ống nhiệt vô cùng quan trọng. Toàn bộ ống nhiệt đều được làm từ inox cao cấp 304, gia nhiệt nhanh chóng, tăng tốc độ đun sôi nước gấp 5 lần chỉ với từ 7 tới 10 phút, nước trong khoang tủ đã có thể đạt tới 100 độ C. Trong quá trình nấu hấp, tủ liên tục được cấp nước bằng phao cấp nước tự động. Phao có vai trò duy trì mực nước trong tủ luôn ổn định. Cùng với đó, một ưu điểm của dòng tủ nấu cơm dùng ga là sử dụng cực kỳ dễ dàng vì tủ được trang bị núm vặn ga, tương tự như bếp ga gia đình. Toàn bộ tủ đều được làm từ chất liệu inox 201, đảm bảo dày dặn, chắc chắn và có mức giá mềm hơn so với inox 304. Nếu chúng ta vệ sinh trong ngoài sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng thì tủ sẽ luôn sáng bóng, bền bỉ mà ít khi xảy ra hư hỏng. Tủ nấu cơm Nissan còn có thành tủ khá dày gồm 3 lớp, 2 lớp inox dày dặn bên ngoài và lớp phao cách nhiệt ở giữa, có khả năng giữ và cách nhiệt cực kỳ tốt, do đó sẽ tiết kiệm lượng tiêu thụ nhiên liệu đáng kể cho thiết bị. Ở phần tiếp giáp giữa cánh và thân tủ có một lớp gioăng cao su, nhờ có lớp gioăng mà tủ được đóng kín, không gây ra thất thoát nhiệt phía trong khi sử dụng. Tay nắm cửa tủ được thiết kế dạng kéo an toàn, các bạn thấy khi đóng rất dễ dàng, nhẹ và chắc chắn. Điều này giúp nhiệt nóng không bị xì ra bất ngờ khi mở gây nguy hiểm cho người dùng. Hơn nữa, được bao bọc bởi lớp nhựa cứng nên chúng ta hoàn toàn yên tâm, không sợ bị bỏng. Ngay bên trên cánh cửa tủ có đồng hồ báo nhiệt để kiểm soát nhiệt độ nấu hấp chính xác. Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh mức nhiệt nấu hấp phù hợp một cách dễ dàng. Phía sau tủ được trang bị thêm hệ thống van xả áp, tự động giúp thoát bớt hơi nóng khi áp suất trong tủ tăng cao, đảm bảo đem lại hiệu quả hoạt động cao nhất và an toàn khi vận hành. Đặc biệt, tủ còn được thiết kế van xả nước, giúp bạn xả hết nước trong khoang chứa một cách dễ dàng khi muốn vệ sinh, lau chùi tủ. Phần tiếp theo thì Hường sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tủ nấu cơm 24 khay dùng ga Việt Nam Inox 201 của Nissan. Bước 1, cho gạo đã vo sẵn hoặc thực phẩm đã sơ chế vào các khay và xếp khay vào tủ. Bước 2, kiểm tra cấp nước cho tủ. Bước 3, đóng cửa tủ. Bạn cần đảm bảo tủ đã được đóng kỹ và nguồn cấp nước luôn mở, phao không bị kẹt, mức nước phải cao hơn dàn ống nước từ 2 tới 5cm. Bước 4, kết nối nguồn cấp ga cho tủ. Sử dụng van ga gia đình, tiến hành nấu cơm. Vặn đúng ga theo ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian đun sôi nước trong tủ chỉ khoảng 10 phút, lúc đó bạn có thể vặn nhỏ ga lại để tiết kiệm nhiên liệu. Thời gian nấu cơm chín khoảng 55 phút. Bước 5, tắt ga và lấy thành phẩm ra. Khi cơm đã chín, bạn tắt ga cho khoảng từ 10 tới 15 phút nữa cho áp lực trong tủ giảm xuống, rồi mới mở tủ và lấy các khay cơm ra ngoài. Khóa van ga cẩn thận khi không sử dụng tiếp.
Như vậy thì tổ nấu cơm 24 khay dùng ga Việt Nam Inox 201 của Nielsen không chỉ mang lại hiệu quả mà còn tối ưu cả về mặt chi phí. Bởi với chất liệu Inox 201 thì dòng tổ này sẽ có giá thành mềm hơn so với tổ nấu cơm làm từ Inox 304. Nếu các bạn thấy yêu thích sản phẩm này rồi thì đừng quên chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn khi đặt mua tổ nấu cơm công nghiệp tại điện máy Nielsen. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nielsen trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu cho khách hàng, Nielsen cung cấp cả tủ nấu cơm công nghiệp làm từ chất liệu inox 304. Cả hai dòng tủ nấu cơm inox 201 và inox 304 đều đầy đủ các model 4, 6, 8, 10, 12 và 24 khay. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này nhé. Hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nielsen 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website điệnmáynielsen.com hoặc điệnmáythucphẩm.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể update những video mới nhất tại điện máy Nielsen. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.